Thưa quý vị, thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung cho công việc xuống giống hoa, phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây cũng là thời điểm các cơ sở bán cây con tập trung sản xuất cây giống, chất lượng, phục vụ nhu cầu của bà con. Tuy nhiên, theo nhiều cơ sở sản xuất cây giống, sức mua cây giống năm nay giảm mạnh. Các loại hoa đang được bà con tập trung xuống giống đợt này gồm cúc Đài Loan, cúc Tiger, cúc Kim Cương, cúc Pha Lê. Theo đánh giá của các chủ cơ sở sản xuất cây giống, các đơn đặt mua cây giống phục vụ thị trường Tết năm nay giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Ghi nhận giá bán các loại cây giống cũng tăng từ 5% đến 10% so với năm trước do chi phí vật tư, phân bón và nhân công tăng. Nổi tiếng là vựa hoa của miền Tây, ngoài cung ứng cho bà con nông dân của làng hoa, các cơ sở sản xuất cây giống ở thành phố Sa Đéc còn cung cấp cây giống cho nông dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ với số lượng mỗi năm hàng triệu cây con, phần lớn đều được sản xuất theo đơn đặt hàng trước.